Bây giờ thì mình sẽ đi bộ, mình muốn đi ra quận 1, cho nên là từ nhà mình sẽ đi bộ qua bên 8 phút để mình book thử cái dịch vụ luxury car. Nhưng mà hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái dòng eco thử coi nó như thế nào. Thì mình đi qua đây. Mấy hôm nay trời Sài Gòn đang ảnh hưởng bão mọi người, nhìn xấu xí xám xịt. Qua đây là dễ có xe nhất, tại gần như tất cả các dịch vụ xe của Vin đều nằm ở phía bên này hết, nó nằm phía 81. Các bạn có thể đi đi chơi trong cái trung tâm thương mại 81 này, bước ra là có xe Vin rồi. Hình như trước mặt cũng là một chiếc nè. Đúng rồi, đây cũng là một chiếc luxury car mà nhìn cái mui này là chắc là xe eco này. Đây có một chiếc nha, màu đỏ đó. Nó sẽ làm những chiếc trắng này, chiều hay những chiếc trắng màu đen khá nhiều này, trắng này. Thì hiện nay cái dịch vụ này người ta đậu trước này, người ta cũng vô tài giống như ở sân bay vậy mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua để mình chọn một xe ha. Mình sẽ chọn cái xe màu đỏ đi. Bây giờ là mình tải app là mình đang có ưu đãi ha. Như vậy là mình sẽ tải app mọi người. Bây giờ hôm nay thì ra tự nhiên mình bắt đúng một luxury nhưng mà eco xanh SM á. Xanh SM hả? Dạ. Thì mình lười đặt app á, mình đi bộ qua bên 81. Thì thấy xe của Vin đậu rất là nhiều. Dạ, thì ở đâu? Dạ, đây anh, tòa bên này. Xe bên. Bên. Này dạ. Thỉnh thoảng thì cũng hay đậu bên đây. Dạ. Em đi hôm nay mình lại tiếp tục trải nghiệm xe Vin dịch vụ luxury nha mọi người. Dạ đang quay. Mình là cư dân của Vin đúng không? Dạ đúng rồi. Khoan khoan phải đó. Chiều tối về đó vô reception nó kêu nó đưa cho cái mã QR. Dạ rồi. Thì mình là cư dân của Vin, mình tải cái mã QR đó thì nó mặc định nó giảm cho mình 15% trên giờ đến cuối năm luôn. Ô thiệt là xuất sắc mọi người ơi. Được rồi được rồi. Tối nay là tối hay về kêu reception đó. Dạ dạ rồi rồi, sau em quét xong em cài vô máy là em được giảm từ đây tới cuối năm đúng không? Như vậy là còn mấy tháng nữa mọi người, 4 tháng 5 tháng đây được. Yeah, hay quá. Cư dân thì được nhiều ưu đãi lắm mọi người, để ý nha. Bây giờ mình đang đi một cái chiếc Vin F8 đó không anh? Vin F8 Eco nè mọi người. Thì nó khác với cái chiếc hôm bữa mình quay. Chứ bữa mình quay thì ở trên cái trần này là có phần sunroof panorama kéo từ trước ra sau luôn. Còn chiếc này thì sẽ không. Nhưng mà cái giá thì sao anh hơn? Cái giá nó vẫn như nhau đúng không? Như nhau. Dạ. Giá như nhau. Chiếc này mình đi màu đỏ. Nội thất có khác chút xíu so với chiếc đen. Đã. Đây. Còn phần cơ bản này thì không có gì khác. Và như mọi người thấy thì các bác tài của luxury thì bận đồ khác nha, khác xe xanh, đẹp hơn, lịch sự hơn. Bây giờ để mình thử, bình thường mình đi xe rắp tha đó từ đây ra mặt thì bưởi thì thông thường hồi trước thì mình trả khoảng 70 mấy ngàn, còn sau này thì kiểu giống như trời mà nó hơi mưa như vậy á thì nó sẽ 100 mốt hoặc 100 hoặc đó, nó tùy theo giá mọi người, nó tùy theo cái mức độ tăng của hãng đó. Thì giờ mình thử mình đi luxury coi thử từ đây ra ngoài mặt thị bưởi thì mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền. Một cây bây giờ dự kiến là từ đây ra ngoài kia thì em sẽ phải trả nhiêu ta? Chắc khoảng 80. Đây ra ngoài đồng khởi nó khoảng bao nhiêu cây nhá?
giỏi giỏi lắm, nó khoảng 4-5 cây vậy anh hả? Đúng rồi, chắc cây ký 5 cây đó. Nói chung thì mình cũng phải trả cái giá, mình cũng nhắm nhắm vậy đó. Và đi trên xe này thì các bạn có thể lựa đủ thứ để trả này, có thẻ này, thẻ trả tiền mặt, có thẻ trả tiền mặt nha, trả qua đầy đủ, trả qua Momo nữa nha. Bây giờ không hiểu sao mà có duyên đi ra đi luxury car ghê. Khác cái Sunroof thôi anh hả? Chiếc này giá của nó thì khoảng rẻ hơn cái chiếc có Sunroof bao nhiêu anh? 150 triệu. Nha mọi người, nếu mọi người lựa chọn cái dòng mập lớp đó thì nó có Sunroof thì trả thêm 110 triệu. Còn cái tổng giá thì như trước thì mọi người anh chị đang đó. Di chuyển trên chiếc xe ô tô điện VinFast thông minh và tiện lợi, tự hào ủng hộ thương hiệu ô tô Việt Nam. Xanh SM kính mời anh chị đến trải nghiệm trực tiếp các dòng xe điện VinFast, đặc biệt chiêm ngưỡng siêu phẩm VF3, VF6, VF7 lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm VinFast vì hệ thống âm thanh hơi bị được từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội và 11 tỉnh thành lớn trên toàn quốc từ tháng 7. Em có thể mở lớn âm thanh này, em thử lên nghe thử âm thanh lên xe thử sao mà. Xanh SM và cùng đồng hành vì một Việt Nam xanh. Ok rồi, bây giờ anh thử cho em nghe một miếng nhạc đi. Nhạc thế nào, nhạc giọng gì? Giọng gì cũng được, em chỉ cần nghe thử nhạc thôi. Giờ mình sẽ thử một cái trải nghiệm gọi là nghe thử âm thanh, sound check âm thanh của sound check VinFast nghe. Xin hai chào chân, anh khít mít lên. Sao phải gắt? Bạn hãy luôn hết mình vì cộng đồng, bên những gia đình, cùng bạn bè. Mình vừa mới năn nỉ bác tài cho mình sao chết âm thanh, nhận xét như sau nha mọi người. Hiện đây là mình đang ngồi ở ghế sau nè, mình đang ngồi ở ghế sau của VinFast 4 thì dĩ nhiên là cái âm thanh này sẽ không bằng âm thanh của những dòng xe khác đi sau, ví dụ như dòng Đức, dòng của Mỹ, Ford, nước mẹt đương nhiên là nó sẽ không bằng Kia rồi nữa. Nói chung là bây giờ mình nói một cách thành thật là dòng âm thanh này vẫn nghe chưa có ổn bằng những dòng xe khác. Lý do tại sao mình có cảm giác là ở loa ở đằng trước và phục vụ đằng trước nhiều hơn, sau mình nghe rất là ít mọi người. Có thể là nó âm thanh nó chưa có đủ. Thì dĩ nhiên là trong một cái sản phẩm thì sẽ có những cái mình thích hoặc là không thích. Nhưng mà mình nghĩ là một cái trải nghiệm mà để dành cho những cái cảm tình dành của người Việt Nam mà dành cho những cái sản phẩm Việt Nam thì luôn luôn nó sẽ được ưu ái hơn là những nó bớt khe khắt hơn là những cái dòng xe khác. Tuy nhiên mình nghĩ là đánh giá hay là về lâu về dài, cũng như mình hay nói là về lâu về dài thì những cái sản phẩm này nó cần có thời gian để trả lời về cái chất lượng nó như thế nào, và nó sẽ tự có những cái câu trả lời cho các bạn. Còn hiện tại thì đây là một trong những cái dịch vụ mới, và nếu mà có điều kiện thì các bạn nên trải nghiệm. Ví dụ như mình hôm nay mình đi thì mình mới biết là nếu mà bạn là cư dân của VinHome thì bạn đăng ký qua cái mã QR từ Lễ Tân thì các bạn sẽ được những cái ưu đãi từ đây tới cuối năm. Bạn thấy không, có những cái ưu đãi rất là hay. Như vậy thì với cái tư cách là một cái người tiêu dùng đi, rất bình thường, một người Việt Nam rất bình thường, thì mình nghĩ rằng là những người tiêu dùng luôn sẽ có lợi khi mà chúng ta thử những trải nghiệm những cái dịch vụ mới. Và càng nhiều cái dịch vụ mới thì chúng ta sẽ người tiêu dùng sẽ dễ thở hơn. Ví dụ như nếu như các bạn từ đầu bạn thấy rất là thích thú với cái dịch vụ của GrabCar thì bây giờ bạn đã thấy cái GrabCar người ta lo
bao lâu người ta vẫn làm cho mình rất là khó chịu, bởi vì cái chuyện tăng giá thực sự bản thân mình rất khó chịu nha. Mình thích và mình đi rất cao từ đầu á, nhưng mà mình rất khó chịu với cái chuyện mà cứ sổng ra một hộp 10 xuống á là tăng giá, và rất lâu để mà xuống một cái giá bình thường. Chuyện đó làm cho mình rất khó chịu, cảm giác như mình bị phụ thuộc á, sẽ không có thích. Còn bây giờ có nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn, tại sao mình không có thử lựa chọn? Mình là mình lựa chọn rồi đó nha. Bởi vì là mình hôm nay mình không có mang tiền mặt thì mình sẽ quẹt thẻ mọi người, mình sẽ quẹt thẻ. À, cứ qua luxury là y như nhau hả? Nhưng mà cứ đặt thì nhiều khi đặt trúng chiếc nào để chiếc đó thôi đúng không anh? Ồ, hay hay. Qua đèn xanh đèn đỏ cái giùm em luôn. Chạy thẳng tới bên đậu bên phải. Còn là cái dịch vụ của xe Vin này nó tốt được hoài á, thì giữ nhiều khách hơn. Mưa vừa rắc rắc tới, đúng rồi. Đây, cho em trả thẻ. Dạ rồi. Mình sẽ xem thế là mình sẽ tốn bao nhiêu tiền. Tạm dừng đến 1 giờ ngày 18. Hôm nay tạm dừng cái gì ạ? Nâng cấp. Ủa? Không thành công. Ủa gì hả? Thẻ, là... Cảm ơn anh nha. Bye bye anh. Hãy chị chạy quên cái kính. Ây, dạ. Rồi. Chào anh. Đây mọi người. Một cái xe màu đỏ. Đó. Và chói như vậy đó. À, Sài Gòn nó sắp mưa. Mình đã tới nơi rồi mọi người. Và như vậy là mình đã trả 101.000 cho cái chuyến đi này. Từ Vin ra chỗ cái quán cà phê mà mình đi uống. Giá được. Thử cái dịch vụ cảm thấy rất là ổn, tuy nhiên là mình vẫn thích cái xe có sunroof hơn, vui hơn, mình sẽ ngắm được trời mây nước hơn. Với cái giá 101.000 tự mình đặt cửa rất cao, đây là nhà mình có bằng tiền để chính xác cái giá của cái này. Đây cái nhà này có này, giá hiện tại của nó, còn đi này economy này thì chỉ có 62.000 mà được, rất là rẻ, 62.000. Tiền nhau khoảng 40.000 nhiều đó. Như vậy thì so ra là nếu vào cái giờ bình thường bạn đi luxury car thì bạn sẽ chênh lệch với cái giá của cho 5 cây đi, bạn sẽ chênh lệch với giá của luxury car. Economy thì nó phải chênh nhau 40 nhiều lắm.